Chào tất cả các bạn và tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ làm một cái video mình quay cái khu vực vườn rau sạch của nhà mình nha các bạn. Mời các bạn theo dõi thử là nhà mình trồng những gì nha các bạn. Ở đây thì mình có trồng những cây ớt tím nha các bạn. Ớt trái nó màu, nó già là nó sẽ màu tím nha các bạn. Và chín là sẽ màu đỏ. Mà ở đây thì nó chỉ già thôi, mình chưa có trái chín các bạn. Và đây thì có ít vàng hoa đậu biếc các bạn. Ở đây có những cái bông tím tím. Và ở đây mình có trồng ít rau má thái các bạn. Và hiện tại là nó cũng đương lên rất là đẹp. Và ở đây ít lá hẹ và hành nha các bạn. Đây là hành nè. Nói chung mình trồng rất là nhiều rau má thái. Ở đây có một cái chậu bằng nhôm nha các bạn. Và ở đây có một cây ớt, cây nha đam. Ở đây là cái cây thần tài. Nói chung là trồng cho đẹp và xanh nha các bạn. Ở đây có cây bạc hà. Tóm lại cái bạc hà này do mình còn ít cũ thôi, nên mình trồng chỉ nó được phát triển chừng này. Xưa mình trồng là bị mấy con chuột nó đào gốc nó ăn hết nha các bạn, tại nó ngọt á. Như vậy. Và đây mình có một cái hàng đào đằng tơi. Đằng tơi thì nó cũng tại do mình ít chăm sóc nên nó cũng chưa phát triển gì mấy. Nhưng mà thường là mần tơi của mình lá to lắm. Và ở đây thì con gái mình nó có trồng ít bông hồng nha các bạn, bông hồng màu vàng trong cái chậu trước nhà. Ở đây là mình trồng cây lá chua mà lớn rồi, giờ ăn nó lại cỗi lại rồi nha các bạn. Đây thì có cây đậu rồng. Dây cũng lớn rồi, bò lên trên rồi. Đây đậu rồng. Và đây là toàn bộ cái dây đậu rồng nó trồng các bạn. Đây mấy người nhà mình đứa nhỏ giăng ba cái lưới lên để chuẩn bị làm cái cái vàng vậy đó các bạn. Và tiếp theo thì ở đây mình có hồi trước là mình trồng dưa leo các bạn. Bữa nay thì đây nè toàn bộ nè. Bữa nay thì mình trồng mướp. Trồng mướp vô mấy cái chậu các bạn. Chung là mướp bò cũng được nhiều rồi, mà do cái con gì, cái con sâu, con bọ gì đó nó ăn lủng lá hết các bạn. Mà do mình trồng bên rau sạch đó, nên mình không có chăm bón phân gì hết, không có chăn thuốc gì hết các bạn. Và đây cặp theo mấy cái chậu thì mình cũng có trồng thêm rau cải. Do thời gian mình đi làm nên là rau cải ở nhà trồng cũng không có đẹp lắm, mà cũng mới vừa lớn lớn thôi các bạn. Và mé bên này là mình trồng, ở đây có ngò gai nha các bạn. Ngò gai nè. Và một số cây cà tím. Chung ở đây thì thấy cà nó rất là lá rất là to tốt nha các bạn. Trong đó có một cây thì nó bị con gì nó đục nó ăn nên là nó bị héo rồi các bạn. Và đây là những cái chậu mình trồng đủ thứ các bạn. Đây có một cây ớt. Hồi đó cây ớt này nó rất là tốt nha các bạn. Giờ nó già cỗi mình cắt gốc rồi nè. Mình cắt gốc và nó lên lại thì nó cũng lại có trái lại các bạn. Đây thì có rau răm nè. Rau răm nè các bạn. Giúp cá. Rồi hẹ.
Ở đây thì một số rau má Thái nè mà. Rau má Thái nè mà mình đã cắt ăn nè bạn. Và đây là số hành. Mình trồng hành này mình trồng bằng củ nó mới tốt các bạn. Trồng bằng gốc là nó không, mình trồng không được. Và đây bằng số, đây là toàn bộ là cái số này mình mới cấy nè các bạn. Ở đây có một số xà lách cũng đường lớn lớn, hơi lớn lớn. Ừ. Mà số cái cây cải còn mình đã cấy rồi các bạn. Ừ. Ở đây thì có rau muống hột mình đã ăn một lứa rồi các bạn. Ở đây mình có nguyên một chậu dấp cá rất là sầm sài nha các bạn. Ở đây thì cũng có ít mần tơi nó bò lên nè các bạn. Mình đặc biệt ở đây có một cây ớt nó già rồi nhưng mà bây giờ hiện tại là nó cũng đương có trái rất là nhiều các bạn. Giờ mình quay hết cho các bạn xem nè. Dưới này mình cũng đã trồng ít cây rau má Thái nè các bạn thấy không? Mình thả là mình tưới nước là nó mọc thôi các bạn. Vậy là mình cũng kết thúc video tại đây nha các bạn. Bạn nào yêu thích thì cho mình một like, chia sẻ, đăng ký giúp mình có động lực làm nhiều video tốt hơn nha. Tạm biệt tất cả các bạn.